chào, mình là Ngọc Vy và các bạn đang theo dõi S Channel. Tại sự kiện CES vừa rồi thì Samsung đã mang đến rất là nhiều sản phẩm đặc biệt, nhưng mà hầu như không có một chiếc smartphone nào. Có vẻ như hãng đang tập trung toàn lực của mình cho sự xuất hiện của thế hệ Galaxy S7 tiếp theo. Samsung vẫn chưa đưa ra bất cứ thông tin nào về S7, nhưng mà thông tin rò rỉ thì lại có rất nhiều. Và trong video ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng tổng hợp lại những thông tin về chiếc Galaxy S tiếp theo này để hình dung thử xem nó trông sẽ như thế nào nhé. Theo phần lớn nguồn tin và hình ảnh rò rỉ được cho là Galaxy S7, đặc biệt là từ OnLeaks, thì đều cho rằng thiết kế tổng thể của chiếc S7 này sẽ không có nhiều khác biệt so với thế hệ tiền nhiệm, ngoại trừ một việc đó là nút home là hình chữ nhật góc cạnh chứ không còn được bo tròn mềm mại như là trước đây nữa. Vấn đề ở đây đó là giống với tiền nhiệm của S7 lại xuất hiện đến hai luồng thông tin. Trước đây nhiều nguồn cho rằng nó sẽ giống với S6, còn hiện tại theo thông tin mới nhất từ OnLeaks, họ cho rằng nó sẽ có mặt lưng cong như là Note 5. Ngoài ra thì cụm camera sau của Galaxy S7 nhiều khả năng vẫn sẽ tiếp tục lồi lên như là thường lệ, nhưng mà nó sẽ ít lồi hơn một chút. Dù vậy, đây hẳn là điều mà người hâm mộ cảm thấy không thích nhất. Một điểm thay đổi lớn nữa của chiếc S7 này sẽ đến từ chất liệu gia công. Ngày hôm trước thì mình cũng đã gửi đến cho các bạn một video về vấn đề này rồi. Đó là việc Samsung sẽ sử dụng chất liệu hợp kim magie giúp cho máy cứng cáp hơn, mạnh mẽ hơn nhưng mà nó lại nhẹ hơn. Tiếp đến thì lớp kính cường lực bảo vệ của chiếc S7 này rất có thể sẽ được đổi thành Turtle Glass thay vì con tinh tinh trước đây. Loại kính này thì là loại kính do chính Samsung phát triển luôn và nó đang được sử dụng trên các thiết bị khác. Ngoài ra thì mình còn có một tin mừng dành cho Samfan, đó là theo nguồn tin từ trang công nghệ thân cận của Samsung, Sam Mobile, thì Samsung sẽ mang khe cắm thẻ nhớ Micro SD và khả năng chống nước theo tiêu chuẩn IP67 của S5 quay lại trên Galaxy S7. Hơn nữa, cũng theo trang tin này, Samsung sẽ trang bị chuẩn USB Type-C cho S7 để tăng khả năng truyền dữ liệu và nhiều ưu điểm hơn so với chuẩn trước đây. Nói về những biến thể, nếu như mà ở lần ra mắt trước thì Samsung mang đến hai biến thể cho chúng ta là S6 và S6S, thì trong sự kiện năm nay, rất có thể hãng sản xuất Hàn Quốc sẽ mang đến tổng 4 biến thể, 4 phiên bản, đó là S7, S7 Plus, S7S và S7S Plus. Thông tin này dường như được xác thực rõ ràng hơn bởi hình ảnh của bộ vỏ bảo vệ do nhà sản xuất Kay nổi tiếng Spigen đăng tải. Hơn nữa, Spigen vốn là đối tác quan trọng của các hãng smartphone và nguyên mẫu của chiếc smartphone mới thì thường được gửi đến Spigen đầu tiên, cho nên thông tin này tỷ lệ trở thành sự thật rất là cao, và nếu như vậy thì cũng thật khó cho Samfan có quá nhiều lựa chọn. Tiếp theo, nói về phần màn hình thì siêu phẩm của Samsung vẫn sẽ sở hữu màn hình có độ phân giải lên đến 2K, và cũng có hai nguồn thông tin. Một cho rằng kích thước của hai cỡ thường và Plus sẽ lần lượt là 5.1 như cũ và 5.5. Trong khi đó thì có một nguồn tin khác lại cho rằng nó sẽ được nhích một chút từ 5.1 lên 5.2 với bản thường và 6 inch đối với bản Plus. Ngoài ra thì rất có thể là sẽ xuất hiện cả phiên bản đặc biệt Premium với màn hình độ phân giải lên đến 4K. Về mặt cấu hình thì chiếc Galaxy S7 này sẽ được nâng cấp rất lớn với kỳ vọng là sẽ lật đổ được sự thống trị hiện tại của iPhone trong bảng xếp hạng về hiệu năng. Theo đó, thế hệ Galaxy S mới sẽ sở hữu con chip Exynos 8890 do chính Samsung sản xuất, hoặc là họ sẽ sử dụng con chip Snapdragon 820 mạnh nhất và nhiều cải tiến của Qualcomm. Còn về RAM thì Note 5 đã được trang bị RAM 4GB rồi, cho nên là tất nhiên S7 chắc chắn sẽ là RAM 4GB đi kèm, trừ khi Samsung công bố RAM mới. Nói đến một khoản mà rất là nhiều người quan tâm, camera, bất ngờ là theo thông tin rò rỉ, S7 và những người anh em lần này sẽ có sự tụt giảm camera xuống còn 12MP mà thôi, nhưng mà khẩu độ thì được nâng từ f1.9 lên thành f1.7. Nếu như đây là sự thật thì điều này rất có thể là tín hiệu cho thấy rằng Samsung đã giã từ cuộc đua số chấm để tập trung về phần cứng camera và cải tiến chất lượng chụp. Bởi vì hiện tại thì có rất là nhiều smartphone dù là giá rẻ bèo mà còn ghi là 13MP, thì người dùng cũng đã hiểu được rằng không phải cứ số chấm cao là chụp ảnh đẹp. Nói về khoản sinh lý, pin thì dẫn tin từ nguồn thân cận của Samsung tiết lộ S7 và S7S sẽ có pin lần lượt là 3.000 và 3.600mAh, tức là tăng lên khá là nhiều so với bộ đôi tiền nhiệm. Và tất nhiên công nghệ sạc nhanh vẫn tiếp tục được Samsung áp dụng. Và như vậy thì chúng ta có thể sử dụng thoải mái mà không cần phải lo lắng. Tiếp đến là một vấn đề rất đáng quan tâm, những tính năng mới, những tính năng đặc biệt sẽ được trang bị trên chiếc Galaxy mới. Cây bút công nghệ nổi tiếng đã có báo cáo cho rằng Samsung sẽ trang bị cảm ứng lực tương tự như là 3D Touch của iPhone cho chiếc S7 của mình, để màn hình có thể cảm được lực nhấn từ thao tác của người dùng và xem trước nội dung ứng dụng mà không cần phải mở ra. Nói chung đây hẳn là nằm trong chiến lược san bằng tỷ số với Apple. Nói về một tính năng khác thì tại CES 2014, CEO của Samsung Mobile đã nhắc đến nghiên cứu về công nghệ nhận dạng móng mắt. Và giờ đây thì thị trường cũng đã xuất hiện bộ đôi 950 và 950 XL của Microsoft tích hợp công nghệ này. Cho nên không có lý do gì mà Samsung không hiện thực hóa tuyên bố năm 2014 của mình lên trên chiếc smartphone mới. Tuy nhiên thì không biết lúc đó anti-fan có kích động và lại chỉ trích hay không. Cuối cùng, một vấn đề rất là quan trọng đó là ngày phát hành. Samsung đã giới thiệu Note 5 sớm và rút ngắn vòng đời giữa hai thế hệ Note xuống còn 10 tháng để có thể đi trước iPhone 6S của Apple.
Và với S7 thì rất có khả năng điều này sẽ được lặp lại. Nghĩa là thay vì tháng 4 như là tin đồn thì chiếc Galaxy S7 sẽ chính thức ra mắt vào tháng 2 sắp tới, với mức giá không có khác biệt so với S6, S6S hay là S6S Plus vào thời điểm mới vừa ra mắt. Vừa rồi chính là tất cả những thông tin rò rỉ về chiếc S7 sắp xuất hiện, trong đó thì có những nguồn tin vốn thân cận với Samsung và khá là chắc chắn. Các bạn đã hình dung được chiếc S7 của chúng ta sẽ như thế nào chưa? Các bạn có cảm thấy hưng phấn hay không? Mời để lại comment chia sẻ ngay bên dưới nhé. Cuối cùng thì cũng xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Nếu cảm thấy video hữu ích, đừng quên like và subscribe channel. Xin chào và hẹn gặp lại.